Thì trước khi mà Vân biết đến cái BioRelax thì là Vân thường xuyên là Vân hay bị là táo bón, rồi là hay mà mình hay là bị dễ bị đau bụng khi mà mình ăn cái đồ ăn lạ, thì thường xuyên hay bị đau bụng, mà nó ăn chung cái đồ ăn lạ nó đau bụng rất là khó chịu luôn. Với lại là ở nhà mình cũng có hai bé, thì có một bé lớn cũng giống vậy luôn, cũng y như mẹ luôn, là thường xuyên là bị táo bón. Rồi là vì cái thời gian mà nghỉ dịch không có đi học, thì ở nhà là thường xuyên ăn uống xong là chỉ có coi tivi rồi ngồi một chỗ chơi thôi, không có vận động, rất là lười vận động luôn, mà lại lười ăn rau nữa, cho nên là thường xuyên bị táo bón. Thì lúc mà bé mà bị táo bón thì người rất là bức rức và khó chịu, là không không có vui vẻ để mà chơi đùa. Thì vào một bữa tối thì Vân là họ họp team với Yến, thì được là Yến Yến Trần á, là như nói là bây giờ giới thiệu về cái sản phẩm BioRelax là Yến đã trải nghiệm, thì Yến nói là bây giờ chị sử dụng cái BioRelax mà đi, xài nó sướng lắm, sử dụng rất là thích luôn. Thì nghe vậy thì ngày hôm sau là Vân cũng đặt cho mình một hộp về để mình sử dụng. Thì khi mà đặt cái hộp BioRelax về thì khui ra là hai đứa nhỏ là thấy là rất là thích luôn, vì là cái mùi của nó là như là cái kẹo kẹo sữa bò mà Milka đó, ăn vừa thơm mà lại ngọt ngọt nữa, là cái mùi rất là dễ ăn mà hai bé rất là thích. Thì cũng trải nghiệm luôn là mỗi ba mẹ con mỗi người một viên, thì bé bé ăn xong một viên, bé nó cho con một viên nữa đi ăn, nó ngon quá. Đó là mình biết bé nhà mình rất là thích ăn rồi. Xong rồi á, ngày hôm sau mình để đó mình đi làm, thì chiều về nhà thì nghe bé nói là hôm nay con ăn 4 viên luôn. Thì lúc đó là Vân mới phát hiện trời chết, ăn 4 viên là không có được rồi nha. Cái xong rồi Vân mới hù bé là con đó là con lớn đó thì 12 tuổi, thì nó là một ngày con chỉ được ăn 4 viên thôi, là sáng là mẹ cho con ăn 2 viên, khi mà con ăn sáng xong rồi đó thì con chỉ được ăn 2 viên thôi nha. Rồi tối cũng vậy, con là tối mà ăn cơm tối xong rồi ăn 2 viên nha, con ăn nhiều quá là con sẽ bị mập đó. À, hai bé nhà mình rất là sợ mập vì nói là nếu mà mập á là đi đi học á, đi chơi á, chạy không có lại bạn bè, nó rất là sợ mập luôn, cho nên mình hù hai bé đó là ăn nhiều quá là sợ mập đó. À, hai bé cũng không có tùy tiện ăn nữa. Còn về Vân á thì trước giờ là Vân đã bị táo bón rất là lâu rồi, thì nói chung là có khi một tuần mình đi có một lần hoặc có khi là 2 lần, cảm thấy người rất là bứt rứt luôn á, rất bứt rứt và khó chịu. Thì bứt rứt khó chịu lắm, thì sau khi mà Vân sử dụng BioRelax được 1 tuần thì Vân sử dụng là cứ sáng là trước khi ăn sáng thì Vân sẽ nhai 3 viên, và mà Vân thường xuyên uống rất là nhiều nước thì để cho nó cải thiện cái nhu động ruột của mình. Thì Vân sử dụng như vậy là được 1 tuần thì Vân cảm thấy là cái vấn đề táo bón của mình nó cải thiện rất rất là tốt luôn, và mình đã bắt đầu là mình đi vệ sinh đúng giờ, thì hầu như là ngày nào tới giờ đó mình dậy mình vô dung xong rồi, thì khi mà mình tắm rửa đi làm đó thì là mình là thường xuyên là đi đúng giờ rồi, bây giờ mình đã cải thiện được cái nhu động ruột của mình rất là tốt. Thì riêng với lại hai bé, riêng với hai bé là nhất là bé lớn á, thì lúc trước là đi vệ sinh là thường là ngồi trong toilet rất là lâu luôn, nhưng mà đến lúc mà chị Vân đã cho sử dụng mà BioRelax được 1 tuần rồi á thì bé cũng là cải thiện rất tốt luôn, là bé cũng không có còn đi lâu như vậy nữa, mà cũng không có thường xuyên là bị đau bụng khi mà cho ăn cái đồ lạ, không có thường xuyên đau bụng khi cho ăn đồ lạ nữa, và bé cũng rất là thích ăn luôn. Thì khi mà biết đến cái sản phẩm BioRelax này á, thì Vân cảm thấy rất là hạnh phúc và vui luôn á, là vì là không có còn phải là lo lắng về cái bệnh lý của bé là táo bón này, thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bé, làm cho bé hoạt động của bé hàng ngày nó không được vui vẻ. Thì khi khi mà Vân cảm thấy khi mà mình có một cái đường ruột khỏe mạnh á, thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống của mình sẽ nó hạnh phúc vui vẻ hơn. Vậy cho nên là nếu như mà ở trong Zoom này ngày hôm nay á, mọi người ai mà mình có mà bị giống tình trạng giống như mẹ con Vân á, thì mình cũng nên là đặt một hộp về và mình trải nghiệm đi ha. Con cảm thấy cái sản phẩm BioRelax này nó rất là tuyệt vời luôn.